Dạ vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Hôm nay em có vài món đồ lên sóng giới thiệu đến toàn thể các bác. Lọc Equalizer vang cơ nai số. Như trước mắt các bác đang xem là một dòng vang cơ nai số khá là nổi tiếng. Thương hiệu EIM OK88. Nếu các bác ưa thích những cái dòng vang cơ nai số thì có lẽ đây là hai cái dòng vang đứng top đầu ở thị trường. Nói về chất lượng cũng như là cái chất âm thì dòng này rất là hay các bạn, cực kỳ hay luôn. Đây. Ngày trước cách đây mấy tháng thì bên Minh Vũ cũng có bán những cái dòng sản phẩm vang cơ nai số này. Cái con này thì cái volume nó màu trắng, nó có nghĩa là cái volume của nó bị mất. Và em đã lấy cái volume ở cái con đẩy, volume này là volume nhôm đúc nguyên khối. Đấy, con kia là volume còn nguyên của nó cái kìa. Đấy. Volume nhôm đúc nguyên khối, nắp vào cũng rất là đẹp các bạn. Đối với dòng vang EIM OK88 vang cơ nai số này thì các bác có thể cầm một cái tua vít hai cạnh. Đó. Cầm cái tua vít hai cạnh, các bác có thể điều chỉnh bát tép theo cái sở thích của mình. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Con này nó có cả vỉ lưng tiếng. Linh kiện thì các bác nhìn bên trong này. Nó dày đặc luôn. Quá khủng khiếp luôn. Đấy, linh kiện dày đặc luôn. Mà hai vỉ nhá các bác nhá. Đây này. Các bác thấy chưa? Vỉ dưới dày đặc, vỉ trên dày đặc. Những cái mẫu vang cơ nai số thì Minh Vũ cũng đã từng làm và trải qua rất là nhiều loại. Nhưng để đúc kết lại thì những cái dòng vang này là những dòng vang rất hay. Và có rất là nhiều những bác đã từng sử dụng những dòng vang này đánh giá rất là tốt về cái chất âm, tiếng mic, tiếng nhạc rất là ngon luôn. Đặc biệt tiếng nhạc các bác nhé, con này nhạc hay lắm. Tiếp tục những cái mẫu vang cơ nai số tiếp thì đây đó, cái mẫu vang cơ nai số này cũng rất là hay các bạn. Con này là cái con CH6 K1000. Con này thì cũng thuộc top gọi là gấu mèo với linh kiện dày đặc vào. Các bạn thấy khiếp không, linh kiện dày đặc luôn, mấy vỉ liền nhá. Đấy, từ những cái chiết áp rồi những dây dợ, linh kiện, chip IC, khiếp khủng luôn, dày đặc luôn. Ở cái dòng vang này ấy, thì nó có thêm những cái tính năng rất là tuyệt vời. Ngoài cái đường canon ba chân, đường ao canon ba chân này ra thì chúng ta vẫn có đường hoa sen. Đấy, đường rack này nhá. Đường rack này có thể kết nối xuống âm ni mà chúng ta không cần phải sử dụng qua cái đường này nữa. Còn đây là đường input, có hai đường BMG và AUX. Đằng sau có jack canon ba chân để cắm mic. Đấy, chế độ chống hú thì đây. Con này chống hú cũng rất là tốt nhá. Có 3 cấp độ này, 1, 2, 3. Tiếp tục những cái tính năng tuyệt vời hơn nữa. Đây. Là những cái giới hạn âm lượng. Đấy. Mình có thể giới hạn âm lượng ngoài cái giới hạn âm lượng ở phần số ra thì chúng ta có thể điều chỉnh luôn phần cơ tác dụng ngay lập tức. Đấy, và có thể là trộn mic, trộn nhạc. Rất là hay, sub này, volume sub này, delay. Đấy. Tín hiệu có thể giới hạn từng ngõ một, rất là hay. Con vang chỉ có giá hơn 1 triệu thôi các bác nhé. Thì đối với dòng vang đây, dòng vang EM này cũng vậy. Con này thì nó cũng có cả cái phần giới hạn âm lượng ở đằng sau. Đấy. Chúng ta cần phải sử dụng tua vít hai cạnh thì mới bạn được. Còn con này thì nó có volume vặn luôn. Cái con EM này cũng thế. Ngoài 6 cái đường ao này ra, đường canon ba chân thì chúng ta vẫn có đường rack, đường hoa sen và đường input BGM và AUX.
Con này hay hơn cái là nó có đường mic, đường mic sử dụng ở đằng sau, mic 6 ly. Đấy. Con này thì mic 6 ly nó ở đằng trước. Đấy, con này mic 6 ly nó ở đằng trước. Con này với mặt mũi thiết kế con này còn rất là đẹp. Đó. Các bác cũng chỉ cần cái tô vít hai cạnh thôi. Cái tô vít hai cạnh là chúng ta có thể tăng giảm bass check. Đấy, còn cái mục mực số thì trước khi bán đi cho toàn thể các bác thì em đã điều chỉnh cài đặt setup sẵn rồi. Và cái con này thì cũng có rất là nhiều cái clip hướng dẫn cách chỉnh, nó dễ lắm. Trong các cái dòng vang con số thì đây là cái dòng vang dễ nhất. Đấy các bạn, dễ nhất, dễ sử dụng, dễ gọi là làm chủ được nó. Về phần linh kiện thì chúng ta không thể chê được. Nhìn phát mê luôn. Giá cũng chỉ có hơn triệu thôi các bác nhé. Đây con này này, đây con này nó còn đúng nguyên của nó này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Đấy, mặt thì nó có hơi xước sát không tránh được. Đấy, nhưng giá thì rẻ, nhưng có hơn triệu thôi các bác nhá. Đây một em lọc, một em lọc sâu Tanda, model là 2231A. Hàng xịn nhá. Sau Tanda là thương hiệu của Mỹ. Hai về linh kiện. Con này cực kỳ là chất. Đẹp không? Đây là hàng xịn các bác nhé. Hàng xịn đây này. Con này chất và hay lắm. Sau Tanda. Một con sau Tanda hàng xịn. Đây, đẹp như trong clip em quay đi. Giá hơn 2 triệu. Các bác thích chơi những dòng lọc xịn và giá rẻ hơn nữa thì chúng ta có thể chơi những dòng lọc DOD và DBX 231S hàng xịn. DOD này cũng hàng xịn nhá. Đấy, mấy con này thì về cái hình thức mặt đằng trước thì nó hơi xấu. Giá cũng chỉ có hơn 1 triệu thôi các bạn. Đây, con DOD này thì giá có mấy trăm ngàn thôi. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua số điện thoại trên đây 0976658815 hoặc 0925886889. Hiện tại Minh Vũ cũng còn rất là nhiều những mặt hàng vang, mic, đẩy, loa, súp. Đấy. Các bác có nhu cầu muốn tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua số điện thoại đây. Còn clip này thì em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.